có một lời nhắc về bí tích thánh thể rất là hay. Hồi lúc đi lễ của Ngài là cha giáo mà bây giờ là cha giám tỉnh đó, hình như đó là cái câu cửa miệng của Ngài. Mỗi lần Ngài dâng lễ, Ngài dừng lại và Ngài mời gọi mỗi người tham dự thánh lễ, cái câu nói rất là thâm thúy mà không biết có ai để ý hay không. Mở đầu thánh lễ nào cũng vậy, có một câu duy nhất à. Anh em thân mến, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta biến đổi cuộc đời chúng ta nên một với Đức Kitô. Nếu như chúng ta tham dự thánh lễ mà chúng ta không biến đổi cuộc đời chúng ta nên một với Đức Kitô thì chúng ta làm cho thánh lễ chúng ta tham dự ra vô ích, chúng ta làm hư đi bí tích thánh thể. Câu nói cửa miệng đó mà xem chừng nó hay. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta biến đổi cuộc đời chúng ta nên một với Đức Kitô. Hay là như cha cố Đặng Chí Sang cũng vậy. Ngài dạy rất là nhiều điều mà có một cái điều mà con nhớ mãi, đó là Ngài nói rằng là anh em mỗi khi mà cử hành bí tích thánh thể đó thì anh em hãy cử hành cho nó trang trọng, cử hành cho nó đàng hoàng. Bởi vì khi mà anh em truyền phép thánh thể là anh em biến máu và rượu thành thịt, bánh và rượu thì thành thịt và máu Chúa Kitô. Để chúng ta thấy rằng đó là sự cao trọng của bí tích thánh thể, và mỗi lần chúng ta là con người yếu đuối giống như trước khi mà chúng ta rước lễ đó, chúng ta thấy không? Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Mình đâu có đáng Chúa ngự vào trong nhà mình đâu, nhưng mà phải nói rằng là nếu mà ý thức được cái điều đó chúng ta cảm thấy ghê gớm lắm. Chúa quyền năng thánh thiên mà Ngài đến ở trong mình. Và nếu như mình ý thức đủ thì cái bí tích thánh thể đó sẽ là biến đổi con người của mình. Đó là lương thực thần linh, chứ không phải là cái miếng bánh, miếng cơm bình thường để nuôi dưỡng cái xác. Mỗi một lần chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi một lần chúng ta biến đổi cuộc đời chúng ta nên một với Đức Kitô. Phải nói rằng là cái lời đó quá hay đi. Cái lời đó luôn luôn nhắc nhớ con mỗi ngày. Con người mình vẫn là ý thức là yếu đuối, tội lỗi, nhưng mà những cái câu đó nhắc nhớ là mỗi lần mà mình truyền phép, mỗi lần mà mình cầm bánh và rượu mình ăn, mình uống đó được kết hợp với Chúa, và mình cố gắng mình xin Chúa ở trong mình để Chúa biến đổi cái con người tội lỗi của mình thành con người tốt hơn. Nếu như chúng ta tham dự thánh lễ mà như một cái máy mà chúng ta không để cho Chúa biến đổi mình, đúng là làm cho bí tích đó nó hư đi. Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, Chúa đến, Chúa ở lại với mình. Khi đó mình không còn là mình nữa mà là mình với Chúa, Chúa với mình, và Chúa kết hợp với mình, và mình xin Chúa thay đổi con người của mình. Nếu mình đi lên rước lễ, mình tham dự thánh lễ về mà cuộc đời mình không thay đổi, chán lắm. Giống như một cái máy đi lên, giống như một cái thói quen, ai lên rước lễ thì tôi cũng lên. Nhưng mà mình không ý thức được cái tấm bánh mà mình cùng chấm đó đó là cái bí tích tình yêu, mà hóa nên cái con người của mình là con người yêu thương. Nếu mình đi rước lễ về mà con người mình vẫn còn hận thù, hơn thua, tranh giành, đấu đá, chửi chó, mắng mèo, hơn thua, thì coi như là mình không để cho Chúa sống trong mình, làm hư đi bí tích thánh thể, và điều đó rất là tệ. Chúng ta nhắc nhau, chúng ta nhắc nhở nhau để chúng ta ý thức được cái bí tích đó, để chúng ta luôn luôn ý thức rằng Chúa ở trong chúng ta, chúng ta ở trong Chúa, để chúng ta Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta. Giống như Thánh Phaolô nói, tôi sống nhưng mà không phải là mọi người, là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi. Đức Kitô sống trong tôi, đúng không? Đó, xin Chúa cho chúng ta có cái cảm nghiệm và xác tín như Thánh Phaolô. Xin cho chúng ta sống mà là Đức Kitô sống trong chúng ta.